chúc mừng toàn thể quý vị quan khách, ban tổ chức, ban giám đốc điều hành cùng toàn thể tất cả các anh chị em công nhân viên đã có mặt trong tiệc tất niên của công ty chế tạo máy Thành Tấn Tài ngày hôm nay. Đầu tiên, thay mặt công ty, thay mặt những người thực hiện chương trình Âm Thanh Ánh Sáng Quốc Tân, chúc mừng xin gửi đến tất cả quý vị lời chúc sức khỏe và chúc mừng trân trọng nhất. Chúng ta đang ở những ngày cuối của năm và sắp bước sang năm mới, năm Giáp Thìn 2024. Thì công ty chế tạo máy Thành Tấn Tài có tổ chức một bữa tiệc tất niên trước là để họp mặt tất cả các anh chị, bạn bè thân hữu gần xa về đây cùng dùng bữa cơm thân mật với công ty, cũng như là cùng họp mặt ngày hôm nay. Và sau là lời cảm ơn mà công ty dành tặng đến tất cả quý vị, những người đã đồng hành cùng với công ty chế tạo máy Thành Tấn Tài ngày hôm nay. Và giờ đây xin mời tất cả quý vị dành một tràng pháo tay thật lớn, thật nồng. Ông Nguyễn Văn Thành, đại diện công ty, lên với quý vị trong buổi tiệc tất niên ngày hôm nay. Và xin trọng kính mời ông ạ. Em xin chúc tất cả các anh chị và anh em nhân viên ở đây có một buổi tiệc vui vẻ, bước vào năm mới. Chúc cho toàn thể anh chị em và gia đình bước vào một năm mới sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Năm nay là năm 2024, cũng là cái năm ghi dấu 10 năm công ty hình thành và phát triển. Năm nay cũng khá đặc biệt. Hôm nay hơi bối rối là không biết nói được cái câu gì nữa. Dạ, chắc ta xin một cái đi ạ. Và tất cả mọi người đưa viên 1, 2, 3 cho ông cái ha. Và xin tất cả mọi người cùng nâng ly lên ạ. 4 chế tạo máy Thành Tấn Tài của mình năm mới làm ăn phát tài phát đạt, vạn sự như ý, tấn tài tấn lộc tấn bình an, và chúc cho tất cả quý vị của mình có một mùa xuân an lành hạnh phúc. Để lên chơi luôn với chương trình để chúng ta sẽ cùng nhận những phần thưởng sau này ạ. Yeah.
gửi chương trình văn nghệ ngày hôm nay xin gửi đến ca khúc mang tên Tất cả hoặc không là gì cả. Xin mời quý vị cùng nghe. Và sau ca khúc này cũng mong tất cả quý vị sẽ lên giao lưu với chương trình văn nghệ ngày hôm nay. Và quý vị nào hát thì phía sau chúng ta sẽ có một phần thưởng dành tặng cho những người hát hát tốt ạ. Và xin trân trọng kính mời tất cả quý vị. Yeah.
công bố những cá nhân xuất sắc trong năm. Đầu tiên, xin giới thiệu Huỳnh Thanh Trà. Thứ hai, Huỳnh Trường Sanh. Thứ ba, Nguyễn Lương Long. Thứ tư, Trần Trung Nam. Xin mời bốn anh cùng tiến về sân khấu ạ. Đây là những cái gương mặt là nói thế nào nhỉ, tức là nỗ lực hết mình. Tất nhiên là những anh em như kia cũng đã nỗ lực rồi, nhưng mà những anh em này có những nỗ lực và cảm nhận rằng là rất là tốt cho công ty. Thực ra nếu mà để ra mà ví dụ như mà mình mà có cái một người thân nào đó mà làm ở trong ngân hàng ấy, thì tất cả là các anh em như kia là lên lên nhận thưởng hết, đúng không? Nhưng mà thôi, công ty chỉ có 4 người như thế này, được những cái thành tích xuất sắc, những cái nỗ lực xuất sắc để đứng lên đây. Có anh Long thì anh đã về quê rồi, thì anh Trà, anh Nam và anh Xanh để thay mặt cho cả anh Long nữa nhận những cái tri ân của công ty cho những cái nỗ lực trong một năm qua. Ok,